Chào anh em nha. Sáng giờ mình giới thiệu với anh em mấy cây Yamaha rồi. Bây giờ mình chuyển sang cây Moritz nha anh em. Cây này cây Moritz NM01TS nha. Cây này mình thanh lý giá là 1.600.000. Thì nếu như anh em nào mà chọn một cây đàn chất lượng tốt á, thì cây này thì ok, giá rẻ, chất lượng tốt, giá rẻ. Còn nếu chọn ngoại hình anh em cân nhắc một chút xíu thì ngoại hình nó cũng khá đẹp vì nó đã sửa chữa rồi nha. Đây nè, mình quay cho anh em coi tổng thể luôn, nó chi tiết đây nè anh em coi. Mặt tớp nó cái này rất là đẹp nha, bộ phận này thì rất là đẹp, lưng cũng vậy nha anh em. Vết xước này không đáng kể, nhỏ xíu à, không đáng kể. Cái chỗ đáng kể nhất để mình thanh lý là ở đây. Thì lúc mình mua cái này về á, thì cái anh ở bên Nhật rồi mua tờ đàn từ Nhật về là cái này series Moritz 01. Lúc mình mua cái này về thì ở bên Nhật họ không biết làm sao mà họ dính keo ở đây nè anh em. Cái keo á, keo gì không biết nữa mà nó kỳ lắm. Keo dính giống như là keo nó đổ vô xong nó đóng cục lại anh em. Thì mình phải cào cái keo đó ra, mình cào keo ra thì nó có xước. Nó có xước cho nên mình sơn đen lên luôn nha, sơn đen lên. Thì nói chung là mình cũng không có thời gian, nếu mà sơn cái này tỉ mỉ nha anh em, nếu mà làm tỉ mỉ lại là làm phải làm hết luôn. Làm hết luôn cái này luôn. Thì làm hết lại á thì giá thành nó lại cao anh em. Mình mất công thợ nhiều, là thời gian nhiều quá. Cho nên cái chi phí nó đội lên cao, đúng không? Thời gian nhiều nữa, chi phí cao. Cho nên mình chỉ làm đại khái lại cho nó hoàn thiện ha. Nó hoàn thiện là được thôi. Mình thanh lý bán rẻ luôn. Cho nó xong chuyện. Chứ bây giờ mà sơn lại hết nguyên cây rồi làm cho nó đẹp luôn thì bán nó ra 3 triệu. Vừa tiền công, tiền thợ rồi mất thời gian nữa, cho nên mình bán rẻ luôn nha anh em. Chứ nó cũng chả vấn đề gì đâu, ngoại trừ mọi người cái vấn đề thẩm mỹ ra thôi nha, vấn đề thẩm mỹ thôi. Còn chất lượng thì vẫn y nguyên, anh em coi nè. Đó, mình chỉ sơn che những cái chỗ xấu xấu của nó đi thôi. Đây nè, đây là cào sơn rồi ra hết. Chỗ này nó cào sơn ra. Đó. Thì còn lại là hoàn toàn đẹp hết anh em coi nè, thấy không? Cái mặt hình nè, mình sẽ quay gần cho anh em coi luôn đây nè. Đó anh em coi coi. Nó rất là đẹp nha. Đó, cần phím nè. Đó, lưng cũng đẹp nữa. Lưng rất là đẹp. Mà nhiều khi chắc ở bển dính keo đồ vô á, xong cào ra cũng không mấy người ta mới bán qua đây cho mình chứ. Có là ngon ngon người ta khó bán qua, bán cũng giá cao chứ không có giá rẻ cho mình rồi. Thì theo mình thấy cái đàn này giá với mức giá 1.600.000 thì rất là ok rồi. Anh em mà chơi á, lấy chất lượng nha thì chơi cái này. Đúng không? Anh em thấy âm nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ test cần phím cho anh em coi nha. Gần mình test cho anh em nghe rõ hơn nha. Tâm cái này thì rất là tốt nha anh em. Mình test cần phím cho anh em nghe nha. Không, cần phím tất cả là ok hết nha anh em. Không có nút nào rè, không nút nào tẹt phím hết. Để mình lấy cái thước mình đo cho anh em coi nè. Cái action nó thì luôn luôn là chuẩn luôn nha anh em. Cái này là thấp hơn cái độ chuẩn nữa anh em coi nè. Mình để vậy cho anh em coi rõ đúng không? Đây nè. Đó, anh em thấy không? Nó thấp hơn cái mức chuẩn rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn rất là ok nha anh em, không có rè, không tẹt phím gì hết nha. Riêng cái này luôn, cần phím ok. Các cái luôn. Đó, anh em nghe cái âm thanh đó, bây giờ mình test nhẹ âm thanh nghe cho anh em nghe nha. Âm cho anh em nghe. Âm nó rất là vang, tiếng rất là tốt nha anh em. Tiếng rất là tốt luôn. Thì cái đàn này mình đang bán với giá là 1.600.000 nha anh em. Số điện thoại mình để ở phần tiêu đề, thông tin cửa hàng và website mình để ở phần mô tả, anh em xem giùm mình nha. Thông tin mình cũng để trên màn hình cho anh em coi nữa. Cảm ơn anh em nhiều nha.